khi nào mà tôi build được cái đội mà nó khít đam chính lên 2, năm tiền lên 2 xong rồi đổ đạc nó để huề xong rồi Lucian 3 rồi Midfortune 2 mày. Ý như rằng sau đấy nó sẽ cho tôi gặp thằng đầu bảng và nó sẽ đưa tôi về top 5 hoặc top 6. Mẹ cái cờ này. Cay lắm rồi. Vì em ăn xe đi đây. Cho nhạc to lên tí nữa em ơi. Không không không. Cứng 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 nhạc lên tí nữa em ơi. Anh buồn quá. Bé cái đội hình của tôi lúc đấy là cũng hết hết cách rồi còn gì nữa. 6 noble, đam chính cộng 3 cộng 2. Đéo hiểu. Chili. Mà Midfortune bắn vừa rồi đâu có bắn ngu không đâu. Đồ đạc thì là mắc binh rồi. Xe bao gì chẳng nào cần mơ thật rằng gần như cả ngày cả bơ vì em anh sẽ ra đi để em được vui buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi vô tình nhận lấy sóng gió ngoài kia. Mai rồi chắc chắn là nhà phát hành đã tác động gì đó đến những cái quân cờ của tôi. Tôi thề là những cái ván cờ của tôi là bị điều khiển bởi một cái thế lực hắc ám nào đấy. Mẹ chắc chắn luôn. Để cho tôi làm sao gặp nhiều những sự bất lợi nhất có thể. Khi thì cờ quá đen không roll ra được đam chính cộng 2 cộng 3. Khi thì cờ đỏ thì lại cho gặp những cái thằng nó counter được mình, gặp những tình huống bất lợi thì mẹ chắc chắn có một cái bàn tay thế lực nào đó. Đi đài cái giải đen. Mà tôi có làm gì có lỗi với Riot Game đâu nhở? Tôi là còn là nhân viên cứng cựa ở Garena. Mà Garena với Riot Game gọi là partner, đối tác. Thì đúng ra họ phải chiều chuộng mình. Tại sao họ còn cài người vào để làm giảm cái tỷ lệ may mắn trong cờ nhân phẩm của mình nhở? Hay là vì tôi đánh hay quá hay như thế nào nhở? Thật sự là chím cỏ. Nói không đúng à? Các ông nhìn vào cái thế cờ của tôi ấy. Các cái tỷ lệ mà tôi gặp thằng này thằng kia rồi tỷ lệ ra cờ của tôi rõ ràng là bị tác động. Có một cái sự hắc ám ở đây, có một cái bàn tay ma quỷ nào đấy. Nó vươn đến cái bàn cờ của Mạnh An.
kỷ niệm là những chuyến đi. Giữa đời gió. Cái đủ méng, đủ méng, đủ méng. Ba tiền. Vô sự rét buồn như con chuột chuột. Yo, check it out man, em không muốn xa. Thì mẹ đây là lừa này. Đây là lừa chứ là cái éo gì nữa. Thì mẹ bây giờ sao mình nhìn đâu cũng thấy cờ lừa. Như cái bẹn bò. Em từng chiều tới trường. Ủa rồi. Xoay dịu. Con nào thắng, con nào thắng anh em cho vote nhanh lên, con nào thắng thì mẹ Kha'Zix vô địch. Đấy, có thế này, có thế đánh cung cu thủng ở đây này. Cú là phải bị thủng. Như vậy là đánh cu thủng này. Có demon, thêm con này là có hai demon này. Ngày mới anh sẽ gì. Kỷ niệm là những chuyến đi. Tốt. Ở đấy, ở đấy. Nó lại là cái đẳng cấp các bố ạ. Em đã mất bà và xa con phố ta đã yêu, nơi ấy hẹn hò như cái bẹn bò. Em từng chiều tới trường. Nhài A Chốc nha, bị giảm đam thật nhưng mà level 2 đam nó vẫn to nha. Các bạn nhìn nha, 250 cứng con mẹ phát lên 600 vẫn kinh lắm, nó vẫn là một cái đẳng cấp. Bị mẹ chúng mày, wow bố mày đi, chém đâu, cậu đâu chạm. Ai chờ anh về. Để tôi nghiên cứu, tôi nên lắp giáp hồi sinh hay là nên lắp cái đại bác, à nhầm, sorry, cái kiếm súng hashtag. Bởi vì với ăn trong thì kiếm súng hashtag cũng rất là ok này. Nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều quay trường. Em có muốn xa con phố ta đã yêu. À, lắp mẹ đồ cho Ash cũng được này. Lắp cuồng đao cho Ash cũng được này. Ôi các ông đừng nói đều tôi nữa, tôi buồn lắm rồi. Bờ giom. Always bring brong, bring brong, bring brong. Cắt sẵn đin sẵn đủng thì hứng người. À, bố này up 5 mà. Nó lại là cái đẳng cấp à. Thì nữa lắp thêm cho con này cái kiếm cong nó bắn thì nó cứ phải gọi là ôi ăn trong chém mà ngu thế.
thế. Cái nữa nào? Đúng rồi, nó lại là cái đẳng cấp ông ạ. Nó lại là cái đẳng cấp. Nó lại là cái đẳng cấp. Nó lại là cái đẳng cấp. Ui cái giáp, cái giáp thiên thần giờ hồi nhiều máu thế, thì mẹ thích thế. Đừng, anh em đừng hóng tôi rớt nha. Tôi rớt là tôi khóc đấy. Mày khóc theo nghiện đen luôn đấy. Ông đừng có trêu rồi, tôi dỗi thật đấy. Dạo này tôi cực kỳ nhạy cảm, trái tim này nó tổn thương lắm rồi. Vì nhà phát hành, tôi thật sự tổn thương vì nhà phát hành lắm rồi. Ôi mẹ, nó nhiều Cassadin quá. Cho tụt xuống một chút, bọn nó nhiều Cassadin quá. Đấy, ui cái góc này mà chém này thì nó lại là cái đẳng cấp. Một đếm nó có được chém hay không? Thôi bị trừ cấp rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó lại là cái đẳng cấp các ông ạ. Ui nhìn thấy con át cầm kiếm cong sợ vãi lên. Bây giờ bọn nó hay lắp cho cung thủ kiếm cong lắm. Thông an à? Ơi trời, cái thông điệp đéo gì đây? Thông điệp là thông điệp chơi hay nghỉ à? Hay dư nào? Xem nó có ra không nhá, không thì bán con này thì ra tiền đâu. Hai đồ này. May quá nó lắp cho con level 1 mà cũng đéo may lắm. Đi con này đi. Quay dịu. Khéo không, cú choáng này. Ủa nó vẫn bắn được kìa. Thế là ai thắng nhỉ? Thế là ai thắng nhỉ? Thế là ai thắng nhỉ? Đấy, ít ra phải cho cái đội hình như thế này thì mới đẹp được chứ. Công nhận có át chốc 2 sớm phê thật. Vẫn cứ là khỏe. 600 spell dam. Ờ, bán này thiện lành thế, nên mẹ không bú nào đánh ấy à. Level 6 hết rồi này. Cái nãy giờ mình toàn đánh chấp cờ ạ. Không phải đánh 3 demon, may quá mới chỉ là 3. Bắn chết con này đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Choáng nó, đúng rồi. Xuất sắc.
Tôi sắp tụt bạch kim rồi. Meta mới đang quật. Thắng phát được 12 vàng, sướng nhờ. Ấy, góc này góc đẹp, tiến lên A chốc. Đây rồi, nếu mà được chơi là góc này góc rất đẹp dành cho A chốc này. Mất con mẹ nó cấp rồi, mất con mẹ nó cấp rồi. Cái nữa nào A chốc ơi, cái nữa nào, đúng rồi. Nhờn bọt này. Nhờn bọt này. Ok, bỏ vào rớt tay về, tôi biết rồi, cảm ơn bạn. Think about to me. Cái round này nhiều con ngon đấy, hai cái cung gỗ, một cái thìa, mà lại thìa là Kindred. Nhưng mà đúng con mình cần luôn. Này Ash lên Ash 2 cũng ngon. Không, con rồng hai con này về 4 tiền bán cũng ngon. Thôi xong, mất hết cái đồ ngon rồi. Hôm nay con rồng này về bán vậy. Hai con địch lấy là con Kindred với cả con Ash thì bị nó nâng tay trên mất rồi. Thì mẹ Ash cầm cái kiếm này về nó đọc cái Sojin thì bắn lên lại dựng mẹ nó hết người lên. Bám tôi. They will be purified. Đánh mẹ 4 demon nhỉ? Anh mỗi ngày lên một danh à? Thôi nha các ông, thôi ngay cái trò nói đều đi nha. Thực sự là dỗi rồi này. Á chấp đâu, chém chết cái mẹ đi. Mấy con này khỏe thế. Móc lốp, móc lốp, móc lốp, móc lốp, móc lốp. Ăn lìn rồi, gặp đúng con Katsadin hãm lìn. Trời ơi, mất win trick rồi. Trăm tỷ lệ đốt quá yếu, không muốn chơi một tí nào, không muốn chơi một tí nào cả. Để con này phải kiếm cong khỏe, nó thua chặn hết, nó thủ gặp một bro chặn con mẹ nó hết đam nghỉ chơi. Đồ Ash kia ngon thế. The dark should fear me. I recommend skipping. No cure for fools. Một Blade Master, hai Blade Master. Hai Blade Master. Hai Blade Master. Hai Blade Master rồi đấy. Trường hợp này tôi lấy gấu làm gì? Tôi thả lấy mẹ Sejuani này, vừa có thêm hiệp sĩ vừa có băng này. Hoặc là tôi lấy thêm con ngon này.
Đây, băng cái này. Thì lắp xô zin cho con này. Xem cái đù mà cái chim cầm này nhiều đam lắm. Cathod cùng Balin làm sao mà up con này lên 2 được đây. Đây rồi, chơi là phải chịu khó mếu vào, mếu nhiều vào thì nó mới cho. Dark should fear me. For Demacia. Ui da. À cha 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 cha. Chọn tiền, chọn tiền. Ái già, đừng đấy, mẹ mày. Bình tĩnh đi người anh em, bốn cung thủ. Bây giờ mà có được con Mudo thay cho mẹ, con Darius thì ngon. Ưa đấy à? Cho ba này, bỏ con này ra tạm, cho con này vào lấy hai hiệp sĩ có vẻ là khỏe hơn. Đánh hung thủ có lẽ là không nên đánh kiếm khách. Này thấy không, át bắn này bé tí người luôn rồi. Chặt tắt nữa, chặt tắt nữa. Chặt. Đóng gạch luôn. Rồi ok, chấp nhận thua rồi này. Chấp nhận, chấp nhận. Và rớt 2 nào, và rớt 2 đi. Ui. Ui dồi ôi, đau đầu quá bao đại nhân ơi. Ai giả ôi. Đấy, rõ ràng là Riot Games nó nhúng tay vào việc ra con Yasuo 2 cầm mẹ đại bác để khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Chắc chắn luôn. Thôi, hết mẹ cái ngon rồi. Đành phải lấy Aatrox về up 3 vậy. Đành phải lấy Aatrox để up 3 vậy. Cày thế. Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Để tiền up cấp rồi nhỉ. Có biết là rộn không ra cái gì đâu. Từ đây tiền up cấp đã. Có mềm mắt nhỏ. Ui assassin. Ui lại Rengar, chán đéo chịu được. Bất tử. Ui
Choáng. Ôi ôi. Chém. Ôi ôi, đồ nó ngon quá. Bốc bắt họ đi. Anh em mình bốc bắt họ đi. Bốc bắt họ đi. Em mình bốc bát họ đê. Ôi mẹ tao bốc cái chục bát rồi. Hộ vệ này bảo là cho nhé, con này phía dưới hơi thất sạch cũng được, để tất cả đều được giáp. Nốt round này đến round chim rồi, áp bây giờ phí tiền lắm, thì mẹ gặp đúng top 1 khung thú mà gặp cái bọn này thì mẹ ôi đéo kịp xoay. Quay tí nữa thì ngon. Bất tử. Thấy không? Còn Ad bây giờ đang là xu thế đấy nhá. Ad cầm kiếm cong thì bắn nó thì người tí hon mẹ luôn. Ôi ôi ôi, đại bằng tiện ơi, bố ạ à mày. Thì tất nhiên là thắng rồi, nhưng mà nhìn nó ngứa mắt đi. Giúp là phải được húp, nói mẹ thế nhanh. Nỏ xét không cộng dồn, tôi nghĩ là có chứ nhở, làm sao không cộng dồn được. Đỗ Hà My, chào Đỗ Hà My. Bốc bắt họ đê. Anh em mình bốc bắt họ đê. Nhà nhà bốc họ. Mới lắp hai cái. Tôi lắp hai cái giáp thiên thần cho con này là nó được hồi sinh hai lần không anh em? Oh. Nó lại là cái đẳng cấp các bố ạ. Đây rồi. Úi rồi. Đây rồi. Mọi thứ nó cứ trượt đến trượt đi như những gì đã sắp đặt. Trang giấy trắng không thể mờ đi những màu buồn của lắng. Em nhảy bước chân qua bao ngọt ngào, bao cố gắng. Con Rengar rách này thì mày cho mày tí hon cho mày hết đam luôn. À, người anh em Hà My vừa chào mình vừa vả thẳng vào mồm Hà My luôn. À, ba con Rengar rách ra đánh nhau với mình. Được đấy, nó là cái đẳng cấp rồi. Bốc bắt họ. Mình bốc bắt họ đi, dài ba e. Anh em mình bốc bắt họ đi. Bây giờ á, ước mơ của tôi là thay con Sejuani vào đây này, lấy băng tọc này. Không nên bỏ con này vào lấy Blade Master không nhỉ? Nhưng mà thôi để này, lấy hiệp sĩ tanh cho nó sướng. Không, tôi đen như chó cho mà xem kiểu này là kiểu gì cho toàn gặp thằng counter này. Ơi, ông này xếp Brom đằng sau à? Thiện lành đấy nhở? Bắn đóng băng con này đi, làm nhỏ nó lại, đúng rồi. Rồi, bất tử lên, Vên vẫn được chơi, thưa anh em là Vên vẫn được chơi. Choáng, đúng rồi. Cố lên. Nát luôn. Bọn nó tanh cơ nhiều quá. Úi giời ơi. À hi hi, người yêu cũ là đồ con chó.
bắt bắt cuốc ngon quá. Bất tử, yeah, bất tử đẹp quá. Bắn tỉ tỉ toang rồi, bắn tỉ tỉ toang rồi. Anh ăn thua nhiều quá bị nứng à? Tôi điên mẹ rồi, nứng như cứt. Tôi bị điên. Thôi lấy Anivia về làm gì? Tôi đang cần tanker, tôi cần Sejuani. Tôi đang có cái gì ở nhà nhỉ? Kiếm BF à? Lấy cái éo gì bây giờ nhỉ? Tôi lấy mẹ tốc độ đánh đi. Tôi định lấy cái huyết kiếm cho con Ad, nhưng mà Ad đứng tận tuyến sau để lắp huyết kiếm nó phí. Đây này, huyết kiếm cũng có đây này. Lắp ỷ thiên đánh cho nó bốc. Ui. No cure for fools. Đây này, bắt con này này. Thì mày mãi mới bắt được con này. Thay cho con này này. Nãy giờ không có ma là một cái điều hơi bị phí phạm đấy nhá. Nếu là cộng thêm đó, cộng huyết kiếm nó phí, đứng ở đằng xa ít khi mất máu, cộng huyết kiếm nó phí phạm. Bỏ con Modern 1 vào thì vô duyên vãi lìn. Bán mẹ đi nè, cố gắng up sen 2 nó bù lại nè. Hiệp sĩ nè, đây này. Đây rồi. Dòng kìa, dòng lộn kìa, dòng lộn kìa. Bắn nó mẹ người bé tí luôn này. Ôi, lộn cả vài. Nó lại là cái đẳng cấp các bố ạ. À. Đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp, đẳng cấp. Quả ca thớt 2 này cũng lạnh gáy đấy. Quả ca thớt 2 này khá là lạnh gáy đấy. Bốc bắt họ. Anh em mình bốc bắt họ đi. Người người bốc họ. Nhà nhà bốc họ. Ui ngon hôm nay, cho mẹ đúng ngắt cho cầm luôn, cho con này cầm ngon này. Một cú lốc chết cả họ luôn. Cho át chốc 3 cầm ngon hơn. Để cho át chốc cầm. Ô, bất tử. Át chốc cầm, át chốc lên 3 ngay lập tức. Át chốc với Yasuo bây giờ anh em, cho xin cái kèo đây. Anh em thích át chốc với Yasuo nào? Vãi lìn, đây này. Băng tọc này, băng tọc cái này. Hôm nay chị Hạnh đi làm cả chị Hạnh. Ôi con này này. Chị phải con Venga không chạm được vào người nó này. Chị phải khỏe vãi lìn. Con Venga 3 kìa, trời ơi đồ nó mắc binh quá, toang rồi.
Sen đem được lâu phết đấy, thì mẹ cái chiêu của Sen khó chịu phết. Chịu đam rồi. Choáng này cái coi. Cắt tiết. Ôi mất con Modern Geyser rồi. Mất con Modern Geyser rồi. Chắc con này top 2, thằng này nó khỏe lắm. Lộc khéo thế. Nhóm chơi được con Rengar nó khỏe quá. Nó kiểu nó mắc binh rồi ấy, không còn gì để chơi nữa ấy. Mà cái đội mình của mình ấy, không có tanh, nếu có đồ tanh. Đeo quá chốc luôn. Hèm có biết lấy cái rỉ hết. Nhìn con Rengar chán đéo chịu được. Ra xù mình được chém lốc luôn mà không ăn thua. Thôi chết Lunas rồi. Bất tử lên. Đéo có đam. Con A chốc này đéo lên 3 được. Củi vãi lìn. Này nó có máu này. Trời ơi con né gần lốc luôn. Lìn này. Cày vãi lòng. Ăn chấm đéo lên 3, mình tin nó từ đầu. Cày thế. Rõ ràng tôi bị tác động.